Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với thế giới Minecraft của Thắng. Và hôm nay lại tiếp tục một cái video Minecraft sinh tồn đây. Nhưng mà Thắng nói cho tất cả bên nha, cái thử thách sinh tồn của Thắng ngày hôm nay phải nói cực kỳ là dễ luôn. Bởi vì là Thắng có thể cuốc một khối kim cương ra 100, 1000 khối kim cương luôn, cuốc một khối vàng ra 100, 1 triệu khối vàng, và cuốc nói chung là cái quái gì Thắng cuốc nó cũng ra cực kỳ là nhiều. Đây, tại cuốc cho tất cả các bạn xem nè. Đây là các bạn ơi, và từ từ nha, Thắng thì Thắng đang ở trong rừng. À, lúc ấy Thắng tìm được một cái hang mới đi xuống cái chỗ gọi là đấy gọi à, gọi là khu mỏ bị bỏ hoang. Ui, một trời sắp mưa rồi sao ấy. Ui, Thắng ra phải trời sắp mưa không? Ui, đây nè, Thắng cu xuống thì mây là màu đen mà không phải đâu cả đi. Bởi vì là bây giờ Thắng đang ở trong rừng ấy, nên là có rất nhiều bọn xì ke nó đứng trú lắng trú mưa ở trong này nè. Mấy con bò nó khôn ghê, nó cũng biết xuống đây nè. Đây nè, cái hang của Thắng, ui, sao tự nhiên nó cứ giật giật kiểu gì ta các bạn nhở? Sao tự nhiên nó không được mượt ta nhở? Ui, sao nó cứ giật giật kiểu gì? Mà thôi kệ đi, chắc là cái map này nó thế này. À, không phải, chắc là cái thế giới của Thắng buồn. Cái thế giới bị map thì nó khác gì nhau? Map là tiếng Anh, còn thế giới là tiếng Việt. Rồi ok, thay kệ đi. Lúc đây Thắng nhìn thấy mấy con xí ke nó ở đâu đây chỗ này. À, bên này có mấy con lợn này. Rồi không biết mấy con xí ke nó đi đâu mất tiêu rồi. Không thấy nó luôn các bạn ơi. Không thấy bọn này luôn, thôi kệ đi. Kệ đi, kệ đi. Rồi bây giờ vào cái vấn đề chính luôn cho các bạn xem nha. Đây. Wow. Từ từ. Có cái ao đẹp quá này các bạn này. Dưới còn có cá luôn này. À mà không biết quánh tục. Bên này có ông thương lái luôn nhá. Đây, Thắng đã sang Thắng nói chuyện với ông thương lái luôn. Không biết là bây giờ ông ấy đã bán rẻ đồ cho Thắng chưa. Ok, wow, nước trong vắt luôn. Nào, ông thương lái đâu? Đây, đây, ông thương lái. Giờ Thắng mới để ý là ông thương lái có cái bộ quần áo giống y hệt là cái bộ quần áo của mấy con lạc đà này luôn này các bạn này. Đó, xem là ông ấy bán đồ gì nào. Ui dồi, vướng quá. Rồi, một viên ngọc lục bảo lấy, ui dồi ôi, đây 5 viên ngọc lục bảo lấy sâu cá nhiệt đới. Đã ơi, bán đắt như này thì ai dám mua. Ui, chưa chi Thắng bị đói này các bạn này. Rồi không sao, Thắng có quả dâu tây rồi, Thắng sẽ làm mẹ vài quả dâu Thắng ăn vào mồm á. Khiếp, một quả dâu tây mới hồi được một cái đùi. Ok, từ từ bây giờ Thắng thí nghiệm xem là Thắng quanh mấy con cá này xem là có ra nhiều nhá. Ok, thế là ra bao nhiêu miếng cá đấy. Wow, bạn thấy chưa, ra tận 16 con cá luôn. Đó, cá hồi sống luôn này các bạn này. Từ từ, đây nè, đây nè, đây nè. Ok, ta sẽ tiếp tục nha. À, con cá. Ui ôi. Ok, xem nào, các bạn nhìn này, các bạn nhìn này. Wow, 48 con cá luôn, các bạn thấy chưa. Các bạn đang nhìn thấy rõ chưa? Đây nè, 48 cá hồi sống. Đây, cách nhanh nhất là Thắng sẽ đi chặt gỗ cho các bạn xem. Ok, gỗ đâu nhỉ? Đây, 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 đây nha. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn này. Ok, thấy chưa? Các bạn thấy ra nhiều gỗ chưa? Đây này, đây nha, 16 khối gỗ nha. Các bạn nhìn nha. Đó, 64. Chân. Thế này dầu to luôn, nên là Thắng sẽ đi cuốc kim cương. À, thật đây vẫn còn này. À, ui, hình như là một con lạc đà của ông thương lái bị toi mạng rồi sao các bạn ạ? À, không phải đâu. Không phải toi mạng đâu, hay là bị đứt dây chão rồi sao ấy. Thôi, mà kệ đi. Rồi, ok, thì bây giờ Thắng sẽ đi xuống cái hang này, Thắng khám phá cho tất cả bạn xem này. Rồi, gỗ bạch dương thôi, Thắng sẽ không cuốc gỗ nữa. Bởi vì Thắng quá là nhiều gỗ rồi. Ok, xuống cái hang này thôi. Nhưng mà Thắng chơi nó kiểu cứ bị giật giật nát nát ấy. Không biết kiểu gì. Thắng là cái phiên bản của Thắng nó thế nhở. Mà hôm Thắng chơi mượt, ôi là mượt các bạn ạ. Rồi, đi xuống đây. Đi xuống đây, xuống đây. Ờ, hang này rồi. Phải gọi cực kỳ là sâu luôn nha, có kim cương ở dưới hang này luôn nha các bạn nha, là không phải lo gì cả. Ui. May quá các bạn ơi, may quá Thắng vẫn đứng ở trên cái khối này, may quá. Đây nè, đây có đường ray nè, đó có đường ray các bạn nhìn này. Bây giờ thắng phá đường ray ra nó sẽ ra cực kỳ là nhiều luôn đó. Wow, thấy chưa, xem nào, 64 luôn. Ôi, nhiều thế này. Thế này thì không biết cất đồ đâu, có mỗi đuốc là quên mất, Thắng lại mang rất là đuốc đi theo. Để có cái hàng này các bạn này. Ok. Phá, ôi trời, Thắng không thể phá được các bạn ơi. Thắng phá là bây giờ nó sẽ ra nhiều lắm, ra nhiều khối đá lắm các bạn ạ. Đây này, để cắm đuốc vào. Ôi ôi. À, quên mất, Thắng cầm khối sắt này, tả khối sắt này ra. Ok, wow. Trời đất ơi, bao nhiêu là sắt luôn này các bạn ơi. 64, thôi Thắng sẽ đặt cái lò lung ra đây để lung sắt mới được, chứ còn được Thắng nhiều quá các bạn này. Ok, sắt nè, than nè, cho hết than vào nhưng bằng lại than này không đủ đâu. Ok, ủa Thắng này còn không mang theo cái đường chế tạo. À, đây đây, Thắng có mang theo cái đường chế tạo nhá. Ok, nên là Thắng sẽ chế tạo ra cực kỳ là nhiều than luôn. À, đặt đường chế tạo xuống đây. Ok, à quên mất,
thằng sẽ lung ra thật nhiều sát tiền nói nhầm ra than mộng. Ừ đúng rồi, bây giờ làm quái có than đâu, bây giờ thằng phải đi tìm than ấy. Ôi, có con nhện nha, có con nhện nha, con đơi này nó tấn công thắng không, con đơi nào không tấn công thắng thì thằng sẽ không tiêu diệt nó đâu. Ok, bây giờ cắm cái đuốc vào đây. Ôi ôi ôi, có đại ca creep này các bạn này. Ôi, bây giờ phải làm nào ta. Các bạn nhớ nha, đừng có để cho bọn creep một lỗ nha. Có nhiều bọn creep một lỗ là sẽ gây ra một diện rộng của nó cực kỳ là to luôn. Nên là tránh xa. Ôi, ta còn có xịt ke luôn kìa. Ôi dồi ôi, nên là ta phải cầm cái đuốc ở trên tay này. Ok các bạn ơi, cầm cái quét kém kim gương. Ok các bạn ơi, nào, chúng mày vào đây. Vào đây. Con creep nè. Con creep vào đây, vào đây. Vào đây con creep. Ôi các bạn thấy chưa, suýt nữa là toang luôn. Suýt nữa là toang luôn rồi. Ok, đã tiêu diệt được một cái mối nguy hiểm rồi. À còn đại ca xịt ke này thôi. Còn đại ca xịt ke thôi. Còn đại ca xịt ke. Wow, trong có ok. Wow, hai con luôn. Wow, hai con luôn. Ui, thằng không có giáp ơi. Cuối mất thằng không có giáp. Ok, thằng không có giáp biết ngay mà. Rồi, bây giờ ra đây xem được sắt chưa. Ui, được 8 sắt rồi. Chế tạo luôn ra cái mũ sắt. Mũ sắt, ok, được cái mũ sắt luôn. Ok, được một cái mũ sắt thì thằng sử dụng luôn. Rồi, thằng này bị đói này. Ok, phải chế tạo luôn, còn đá không ta? Đây. Ui, bằng này đá thì làm sao mà chế tạo? À, thằng có cách. Đây, đá cuội nha, tiếp tục đào. Ok, rất là nhiều đá cuội luôn. Bây giờ, tha hồ. Wow, nhiều đá cuội quá các bạn ơi. Nhiều đá cuội quá rồi, con lo lung rồi. Thôi thằng không dám chế tạo được cái gì ở đâu. Bây giờ nó ra nhiều đá cuội như thế này thì là ai mà dám chế tạo. Ui, thằng chưa có than. À đây, thằng sẽ lấy gỗ làm than luôn. Rồi, thằng sẽ lướng cá nha. 48 cá hồi này, ok. Gọi là quá ok luôn. Rồi, ok, bây giờ chế tạo được ra cái áo sắt sắt rồi. À, cái quần rồi. Đó, có quần sắt ngay. Tí nữa thằng đào kim cương thằng chế tạo ra nha. Còn bây giờ thằng chỉ có sắt thôi. Rồi, ui ôi, mặc quần vào. Rồi, mấy đại ca xì kè đâu? À đây, bên này không có ạ. Bên này, ăn nó bị tối màu các bạn ơi. Ui, đây, nó gì đây? Quá, con nhện, bọn nhện. Ui, chạy. Ui, chạy nhầm, chạy sang bên này mới có thức ăn này. Chạy sang bên này, cá chắc chắn là chín rồi, được 3 con luôn, ok. Cầm cá ăn luôn. Nói chung là trong cái khổ nó cũng có cây rưỡi. Đấy, ok, bây giờ thằng đã đầy rồi nha. Nói chung là thằng ok, hơi bị nhiều đấy. Nhưng mà vẫn chưa tiêu diệt được bọn cậu. Đây. Mà à, con xì kẹt. Wow, cái hang này cực kỳ nhiều nhện luôn, vào đây. Chúng mày vào đây. Nào, mấy con nhện vào đây. Con nhện này vào đây. Wow, kiểu như nhiều đồ quá nó bị lang luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, nhiều đồ quá nó bị lang các bạn nhỉ. Ui, đại ca xì kẹt tha cho em. Đại ca tha cho em. Đại ca tha cho em. Đại ca không ơi. Đồng quá. Ui. Đồng quá. Rồi, con xì kẹo nó ra đây rồi. Nhưng mà từ. Này cá ăn đã. Ui, cá ơi, càng ngày càng lang nha. Bởi vì nó nhiều đồ quá ấy. Nhiều đồ quá nên nó càng ngày nó càng lang. À, con xì kẹo này. Rồi, wow, các bạn thấy chưa? Nhiều đồ quá nè. Thôi xong, toang rồi, lang rồi. Đây nào, bây giờ thằng phải ót ra ngoài này các bạn này. Ao ra ngoài nha. Nhiều đồ quá, ôi. Vào đây nè. Ok, wow. Hồ xong lang quá rồi các bạn ơi. Kiểu nhiều đồ quá. Nên là bây giờ mày ao ra ngoài này. Ok con ơi, nói chung là nó nhiều đồ quá nên là chơi cực kỳ là lang luôn. Khi các bạn càng đào thì nó lại càng ra nhiều. Ví dụ nha, bây giờ ta đào ra 2, sau tiếp tục đào ra 4, ra 8, ra x, nói chung là x hàng trăm hàng nghìn luôn. Đến lúc nào nó lang quá là không chơi được nữa. Thế là bây giờ thằng rút kinh nghiệm, thằng sẽ đi tìm duy nhất kim cương thằng đào thôi, hoặc là ngọc lục bảo nha. Chỉ cần một viên thôi là thằng sẽ được cực kỳ là nhiều luôn. Ok, bắt đầu thôi các bạn ơi. Wow, thì thằng đã tìm được cái hang nha. Thì cái chỗ này là cái chỗ khu đất đầm lầy nha các bạn nha. Ồ, đầy có than luôn này. Than, không có lên đảo than không ta? Thằng vừa mới chuyển sang cái map mới đấy. Đây có sắt này. Rồi, thằng đào thí nghiệm bạn xem nha. Rồi, bây giờ sẽ được. Ok, thằng không có sắt nha. Bây giờ thằng sẽ nhặt sắt này. Nhặt sắt, trời ơi, nhặt sắt lên. Rồi, ok, thì thằng được một khối sắt thôi. Nhưng mà phát lại thằng đào thì nó sẽ ra 2, rồi 4, 8, 10 gì đó. Rồi, bây giờ thằng đào viên thứ hai các bạn xem này. Đó, ok, xin lại. Đó, ra 2 viên luôn. Và bây giờ sẽ là, ôi, thằng không đào nữa các bạn ơi. Thằng không đào nữa nha. À, đây có than này, thằng đào một viên than duy nhất thôi, không nên đào nhiều. Đó, các bạn thấy chưa, rất là nhiều than luôn.
Đấy chưa, 4 viên than luôn. Ok, tất nhiên là không đào nữa. Bây giờ ta sẽ đi kiếm một cái hang nào ở đây để có cái hang luôn, không phải kiếm cả. Sâu thế nhỉ? Đi đường nào xuống áp bên này có đường xuống này. Thì chỗ này là khu đầm lầy nhá. Và khu đầm lầy là chắc chắn là sẽ có nhà của bà phù thủy rồi. Nhưng mà thằng sẽ không đi tìm nhà của bà phù thủy đâu. Thằng không thích bà phù thủy cho lắm nên thằng sẽ không đi tìm. Đây này cái hang. Đằng nào vẫn phải nhảy xuống đây các bạn ạ. Ok, tối quá. Nhưng mà trên thằng đã có nước rồi nên nó sẽ không sợ. Bây giờ cứ đi sâu cái xuống rồi. Cứ đi càng sâu càng tốt nha. Càng sâu là sẽ càng có kim cương nha. Ok, thằng sẽ cầm đuốc bên tay phải. Cho lâm máu sợ gì đuốc nhậu. Ôi, tắt đuốc đi phát là tối luôn. Yes. Đó. Ui, hang cụt à. Sao lại vào hang cụt thế này, đâu đau lòng không chứ. Chắc là vẫn còn một đường để đi đấy các bạn ạ. Ok, bên này ạ. Ôi dồi ôi, bên này không phải rồi. Thôi bây giờ thằng phải đi tìm cái hang khác đây các bạn ạ. Cái hang này tối quá, đã tối rồi nó còn cụt. À đây, đây có sắt này, nhưng kệ không kèm sắt. Ê ê ê, trong lúc thằng đang đi tìm hang thì lại tình cờ lại thấy cái ngôi nhà của bà phù thủy nhá. Cho nên là bây giờ bà phù thủy sẽ chích mạng với thằng luôn. Lên tiêu diệt bà phù thủy, bởi vì bà phù thủy rất hay là tung thuốc độc ra thắng nè, rồi tung ra mấy ông dân làng khiến cho mấy ông dân làng bị thiệt mạng. Wow. Trời ơi, thôi kệ kệ tí nữa. Thấy chưa, toang rồi. Kiếm, cầm kiếm. Khôn lắm, xuống đây khôn lắm. Bà này khôn lắm. Ui, chưa làm sao luôn. Ok, vâng, sau vài nhát đao của thằng thì cuối cùng bà đấy cũng bị thiệt mạng rồi. Nhưng mà không biết thằng có thiệt mạng hay không thì các bạn hãy đón xem nha. Ui, ăn cá. Trời ơi, không biết thằng có thiệt mạng không đây, chiếc độc tố của bà này đó. Thôi, bây giờ thằng lên nhà bà đấy xem nào. Không biết bà đấy có cái gì quý giá không ta. Mở rắc, à mày quá, thằng vẫn còn rất là nhiều luôn. Không đào được rồi các bạn ơi. Chắc là trong nhà bà này chỉ có rương chế tạo mấy cái cái lò lung để nướng thì thôi. Chắc là chẳng có cái gì đâu. Nhưng mà cái đặc biệt đây này các bạn này. Wow. Ui, thôi xong, các bạn thấy chưa? Cái con mèo nó vừa bị nó vừa bò vào lava này, nó bị cháy luôn, nó bị thiệt mạng luôn này. Chắc chắn trong lối này sẽ có kim cương. Nên là ta sẽ tìm một cái hang nào đó ở trong cái lối này các bạn nha. Bây giờ trèo lên hang này, tránh xa cái lava này ra. Ui giời ơi, thằng thấy một đàn lạc đà luôn nè. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con. Ui, có đôi luôn nè. À, có mỗi đôi này, đây này. Chắc là bọn này làm con của cái bà kia hết này. Nhưng mà bọn này lớn rồi. Hải đấy, lần đầu tiên thấy có nhiều lạc đà như thế này. Mà con lạc đà còn màu lâu nữa chứ. Nhưng mà các bạn thấy chưa, xung quanh của tháng này toàn núi là núi rồi. Dã man thật. Trong này có cái hang. Nhất định hang này phải có kim cương. Nhất định phải có kim cương, ok. Trời ơi, hang này không có kim cương mà nó lại còn dẫn thắng sang đâu nè. Ui, trời sâu thế nhở. À, hi. Các bạn nhìn đây là cuối cùng thì thằng đã tìm thấy kim cương rồi. Mà không những thằng tìm thấy kim cương mà thằng còn thấy cả bột redstone nha, vàng nha, sắt nha. Nói chung cái chỗ này có đầy đủ luôn, có than này. Ôi giời ơi, nhưng mà thằng chưa dạy gì mà thằng đào đâu. Đây nè, bây giờ thằng sẽ từ thằng trước tiên là thằng sẽ đào đá đã, để cho nó ra thật nhiều đá. Ok, ok, đó. Bây giờ ra 64 rồi. Ok, bây giờ cực kỳ là nhiều rồi. Bây giờ thằng mới đào kim cương đây này. À không, quên mất, bây giờ phải trang trí cho nó đẹp đã, phải cắm đuốc đã các bạn. Ui, tôi. Rồi. Đấy, cắm lia lịa luôn. Cắm chưa bao giờ được cắm đuốc luôn, để nó tỏa sáng để cho các bạn xem nữa. Chứ thắng xem thì cũng làm quái gì. Ok, sáng sủa đẹp trai hơn nhiều ấy nhá. Đấy nè, bây giờ thằng sẽ đào vàng. Đào vàng. Wow, các bạn nhìn đây nè. Các bạn chống mắt lên mà nhìn đây nè. Ok. Kinh vô 64. Ôi, mà không biết vứt mấy cục đá này đi đâu ta. Đây. Kim cương nha. Kim cương. Ôi, kim cương nè. Viên này nữa các bạn ơi. Viên này nữa. Wow, úi trời ơi. Trời ơi, đuốc bằng kim cương này mình sợ quá. Không cả thèm nhặt thôi. Không nhặt đuốc đâu. Ok, còn nhiều quá này, không cả biết nhặt này. Wow. Kim cương, đuốc, trời ơi. Vẫn đi. Ui, nói chung nhiều quá. Để sai đây, đào ngọc lục bảo. Các bạn nhìn đây. Wow, trời ơi, ngọc bảo quay xung quanh luôn. Úi giời ơi, mình chưa vào đãi này. Tiếp tục, viên này đấy nha. Wow, thật là dã man rồi. Từ, thằng sẽ vứt hết đá đi. Đá nè, vứt hết đá ra ngoài.
vứt hết đá ra ngoài. Ok, còn đang vứt cái chỗ sắt này đi. Nói chung còn nhiều quá, ta còn không cả mang về được đâu nè. Wow, nên là ta sẽ đánh dấu cái hang này nha. Đấy, bạn nào mà biết cái hang này của ta thì các bạn tới đây mà lấy nè, mang về mà tạo một đối, mang dân làng đối với ông thương lái. Ok, nói chung là quá là ok luôn các bạn ơi. Bây giờ Thắng sẽ cầm cái kéo này của Thắng nha. Thắng ra cắt lông cừu nha. Chắc chắn là sẽ được rất là nhiều lông cừu luôn. Cắt lông cừu đếm dị đếm và chế tạo giường cho mấy cái ông dân làng. Bởi vì bây giờ trời tối để các bạn. Ở các con cừu này Thắng chỉ cần duy nhất một con cừu thôi. Nào, ui mà chạy đi đâu. Trời ơi, con cừu này mà cũng biết xuống cái hang này cơ à. Cừu khôn phết đấy các bạn ơi. Nào, mày xuống hang thì tao sẽ cắm đúc cho mày nha. Ok, wow, đây có cái hang này. Wow, là, ui, nhiều hang quá thế này. Giàu to mất các bạn ạ. Hai con cừu, nào. Ok, wow, thôi xong. Các ơi, nhìn gọi nhiều lông cừu quá thế là Thắng lại bị lang luôn. Giờ ôi, thôi xong con cừu. Rồi các bạn ơi, nói chung là bây giờ cái mai cái đắc của Thắng nó đang bị lang rồi. Bởi vì là nó ra quá là nhiều item luôn. Item, đúng là item, đúng rồi. Nên là bây giờ Thắng kết thúc cái video đây nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ ấy, Thắng giàu rồi. Ok, bye bye.